do ảnh hưởng của hoàn lưu bão thì từ chiều tới nay, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải và Vân Đồn có gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, sau tăng lên cấp 10, cấp 11. Vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, cấp 13, giật cấp 14, cấp 15, biển động dữ dội, sóng biển cao từ 5 đến 6 mét. Từ đêm nay thì ở các tỉnh từ Quảng Ninh cho đến Hải Phòng, Hải Dương và Bắc Giang, Lạng Sơn sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14. Các tỉnh khác ở Đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội và Đông Bắc Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Ở các tỉnh Bắc Bộ từ đêm nay sẽ có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa của cả đợt có thể đạt từ 100 cho đến 200mm, có nơi còn trên 200mm. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất trên diện rộng. Nội thành Hà Nội cần đề phòng với ngập úng ở các vùng trũng thấp. Và tiếp theo là phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới. Tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, trong 2 ngày 19 và ngày 20 trời nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 cho đến 29 độ. Ngày 21 thì mưa giảm dần về lượng và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ lên mức từ 28 cho đến 31 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, trong 2 ngày tới, trời sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng và gió mạnh ở vùng ven biển. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 cho đến 29 độ. Và ngày 21 thì mưa giảm dần về lượng và nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng 2 độ. Xuôi xuống các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, tại đây thì trời cũng có mưa trong 2 ngày tới, riêng ở phía Bắc khu vực có mưa vừa đến mưa to, cần đề phòng gió mạnh ở vùng ven biển, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Sang ngày 21 thì mưa sẽ bắt đầu giảm dần. Tại khu vực từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, trong ngày mai thì trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa sẽ tập trung nhiều ở phía Bắc. Nhiệt độ cao nhất giảm xuống chỉ còn từ 31 cho đến 34 độ. Sang hai ngày 20 và ngày 21 tháng 7, trời chỉ còn mưa ở vài nơi ngày nắng với gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nên nhiệt sẽ tăng lên mức từ 32 cho đến 35 độ. Trong cả 3 ngày tới, tại vùng cao Tây Nguyên, ban ngày phổ biến là mây thay đổi, trời nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 cho đến 29 độ. Trong những ngày tới, tại khu vực Nam Bộ thì ban ngày trời vẫn có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất là từ 30 cho đến 33 độ. Tại thủ đô Hà Nội, trong 2 ngày tới, trời có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng và gió mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 27 đến 29 độ. Và ngày 21 thì mưa giảm dần về lượng, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ khoảng 2 độ lên mức từ 28 cho đến 31 độ. Chuyển sang thời tiết biển, trên biển trong đêm nay và ngày mai, vùng biển Vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có mưa bão, gió mạnh cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12, giật cấp 13, cấp 14, biển động dữ dội. Tàu thuyền cần tìm nơi tránh trú an toàn và tuyệt đối không nên ra khơi trong những ngày tới. Sau đó thì cường độ mưa và gió sẽ suy giảm dần, nhưng thời tiết vẫn chưa ổn định hẳn. Tại khu vực giữa và phía Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, nằm trong trường gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8 trong đêm nay và ngày mai. Sau đó thì cường độ gió sẽ giảm dần. Đến đây thì bản tin trưa của chúng tôi xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.